đi ơi, có thua nặng rồi bố ơi. Qua đi coi. Đấy. Chị ơi. Chị đó. Mày mày coi. Mày coi cái đội tao nãy quýt thiếu quả ốc mà nổi á. Không. Rồi gắn bánh ra gỡ tiền lại mày ơi. Hai câu. Tốt quá trời. Ủa, mày là trời nó yêu thích mày đó. Cái giải đè đặt mày luôn. Nó yêu thích với mày đó mà tại nó nói thôi. Cái giải nóng rồi. Ba không. Lại ba, ba thằng có xử lý được. Đã bị đớp cho đớp xuống rồi. Sao như vậy rồi? Tại sao? Thôi thôi phải rồi. Trời ơi, mày đừng có ve về giùm tao mấy mèo mày. Ở trên lưới thủ đi. Chuyện là thủ lố quá cho trắng gì. Không mà đẩy mất tiêu cho bạn luôn rồi. Mất tiêu luôn rồi. Rất rồi.
Cây để sát chết luôn đi, đủ má, mắc cái gì đâu mà dẹp cây. Có cây mắc, mắc à. Cây tự luôn. Cây nó mắc, để nó mắc. Ừ. Sát sợ quá. Tám đều. Ừ. Ngoài. Đi tóc. Rồi. Hấp của ba lạ này chắc vô nổi. Ui sao sao. Trời ơi, trời. Bên đây luôn hả? Nói mình em với ông lão đầu mới thua thằng 30 ngàn mà thích còn nói này nói nọ kìa. Con tóc. 18. Chín mươi. Trời ơi, đụng má trời. Con bút tay, con bút luôn kìa. Con bút tay luôn kìa. Con bút luôn, kéo ra trời. 10 đều. Tốt. Trời ơi, này thua không được. Đứng đây đó mà quýnh vô nước cái ha. Thì thôi đi. Không. 11, 10. Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Hay không? 12, 10. Quay mày. Chịu khó nén nghe thầy. Ừ. Bỏ không? 13, 10. Mười một, 13. Rồi. Nấu quánh, nấu quánh cũng được mà, nhưng mà cái này thấy mày nấu sao nhiều. Nhưng tao thích vậy. Hình như mày thích nấu sao cho mày, mày không thích cái đẳng cấp của mày. 14, 11. Hả? Đi luôn đó. Mày đi bên. Đây nè. Ô. Mày ăn ai? Đổ mày. Còn ấy. Đổ. Ăn ai là. Ô. Luôn. 12, 14. Rồi, kết thúc. Kết thúc, kết thúc.